Một bệnh rồi hả? Rồi, mắc phụ này sao? Dạ thưa thầy, bệnh nhân nam 60 tuổi, hậu phẫu áp xe ruột thừa bàn 3. Chẩn đoán trước phẫu thuật đó là áp xe ruột thừa. Phương pháp phẫu thuật đó là mở nội soi các ruột thừa. Các nội soi ruột thừa và dẫn lưu ở hố, dẫn lưu hai ống. Chẩn đoán sau phẫu thuật là áp xe ruột thừa. Hai ống ở đâu? Dạ hai ống, một ở chỗ phải, một ở hố chỗ trái. Không phải, một ở hố chỗ phải, một ở đula. Dẫn lưu là vị trí trong khoang bụng chứ không phải là vị trí đưa ra ngoài thành bụng nhé. Rồi dạ thầy, là hôm nay là bệnh nhân là hậu phẫu ngày thứ ba sau cắt ruột thừa nội soi. Bệnh nhân tình trạng bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn, không sinh hiệu ổn. Bệnh nhân đau còn đau ít mổ thì khô, không chỉ dịch, ống dẫn lưu ra ít dịch màu đỏ nâu. Dạ, lưu đã khai rồi. Hệ tiêu hóa thì bệnh nhân ăn uống được, đã trung tiện. Về vận động thì bệnh nhân đã đi được ít quanh phòng. Vận động độ 3. Về tiểu nữa thì bệnh nhân tiểu được, không gắt không buốt. Khi em khám thì thấy bụng bệnh. Đâu là sang cái bộ khám sinh bắt cái bộ luôn. Ông bác đi xì hơi được mấy ngày rồi bác? Xì hơi hôm qua rồi. Xì được nhiều không bác? Xì nhiều. Trình bày cũng chưa có được lộn xộn quá nha. Hồi tối ngày thứ ba áp xe ruột thừa, đúng chưa? Các ruột thừa nội soi còn với rửa bụng những lưu ở đua la và hỗ trợ bên nó có hai cái ống đó, hai ống dẫn lưu hết ha em. Ủa tại sao ống xe ruột thừa là dẫn lưu đưa ra bên trái? Em có xem được phẫu thuật không? Dạ không, bệnh mới nhập hôm thứ 7. Nó có ống xe ruột thừa nào dẫn lưu đưa ra bên trái, phẫu thuật bên trái, thành bụng bên trái vậy? Hả? Mà có đúng có xem được phẫu thuật không? Dạ không, thì chưa xem. Em mới bệnh mới. Vậy là tôi không chắc đâu, không chắc là ống xe ruột thừa. Ống xe ruột thừa nào lại đưa ra bên thành bụng bên trái? Em khám đi. Phần thông tin nước mổ là không nắm rồi đấy nha. Nếu thi cử thế này là mất hết nửa số điểm rồi. Tiền căn ông chú này có bị bệnh gì nội khoa không? Dạ, tiền căn nội khoa bệnh nhân có sỏi thận. Rồi nhìn nữa. Cao huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi, bệnh tim là có không? Dạ không, có tiền căn nội khoa. Rồi về mặt đau tôi thấy là thấy bệnh nhân chắc không có đau nhiều lắm, giảm đau nhiều rồi thôi chưa? Chưa thì hơi đã trung tiện được ngày hôm qua rồi, chưa đã vận động đi tự đi lại trong phòng, ngay đi tiểu thì dễ nha. Rồi phá lâm sàng thấy em tỉnh táo, thấy cũng tốt, chưa thân nhiệt đây là ổn định nha, mạch ổn, mạch 82 lần phút nè, nhiệt độ 37 nè, huyết áp là 13/7. Chú có bị cao huyết áp không? Không có. Bụng thấy chướng đấy, bụng thấy còn chướng đấy, đúng không? Bụng thấy còn chướng đấy. Giờ khám thử cái bụng xem, sờ đi. Hôm qua cái phần nghe phần gõ anh sờ thử xem có vùng nào nó nề ở đâu không? Đâu? Bụng đấy. Anh nói rồi bụng nào bụng mổ thì phải khám sau cùng. Đúng rồi chưa? Khám với những cái mặt bệnh nhân, xác diện bệnh nhân. Em khám với em tìm cái gì? Dạ em tìm một có ổ tụ dịch nào, cái ổ tụ dịch. Đúng rồi, vậy thì khám nông hay khám sâu? Dạ, cái này là khám nông. Khám nông thì mắc mớ gì phải khám cả hai bàn tay. Đúng không? Có một bàn tay thôi, nhìn mặt bệnh nhân. Đúng rồi. Đấy. Đau, đau cái bụng, đau cái bụng đấy, còn đau bụng đấy. Nha. Vậy dư hậu thì sao? Dư hậu thì sao? Tiên lượng thì sao? Nhân mổ này thì cái nguy cơ sau mổ là cái gì? Cái này những cái sau mổ đấy,
trường hợp cụ thể này nguy cơ gì cao nhất? Nhiễm trùng ở đâu? Tại sao nhiễm trùng? Đúng rồi, mà mổ ổ mũ, mở cái ổ mũ trong bụng ra thì nguy cơ nhiễm trùng trong mũ là cao. Nhiễm trùng chủ yếu đây là tôi nhấn mạnh nhiễm trùng trong khoang bụng, nhưng mà nhiễm trùng ít mổ là chắc rồi, là cũng cao lắm rồi. Rồi gì nữa? Tắc ruột. Đúng chưa? Bây giờ thấy tình trạng bệnh nhân này thấy ổn không? Tôi thấy cũng chưa ổn lắm, bụng còn chứa quá, thấy bụng không? Cái bụng còn chứa. Đúng chưa? Chưa ổn lắm đâu, theo dõi thêm nữa. Nha. Rồi thôi, rồi.